Chó chó ta thể dân ta thể lộng hành thị lộng hành quả hoàng cậu vợ thoái yêu tinh đi cho hủ hành nương nương cam thất trận quỳnh cân lực sĩ nghe bổn tỏa truyền sông quan giang lập tức đến nơi thỉnh cho được nhị lang hiển thánh chơn quân là dương tiễn tình tố thiên bình ma quỷ phương trời đều hai khinh khói chấp biên cương quay cuồng chúng lập hàng linh lệnh yêu đức
ở đây lòng lướt chẳng lòng, chỉ cần yêu ma cho muôn dân đồ tháng. Là bọn yêu ma ta hãy mau hạ xuống dương trần hạ. Ngày nước non quy nàng à, phải nhờ cây thiên minh âu làm gió buông về. Cấp cấp mau nghe định truyền, xuống dương trần trừ việc yêu ma. Dạ thưa cha cùng vua quân, bao nhiêu lời cha đã nói với kẻ thì ta kiếp lên đường, ta xuống dương trần là mong bắt yêu ma ngày sao chỉ không hàng. Tôi lên alo. Alo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nàng tại chốn nơi trường giang, không hề nào tha thứ cho mi nơi hạ đây. Bơ quân à yêu à, nơi giữa trần ta đây quyết tâm nếu ai dừng lành cho dù là ta chết thì không màng. Thì ra là ngũ hành nóng gì, thừa mở trời đáo hạ dương gian à. Chắc là các ngươi mạng số không còn nên mới gặp cụ thù cụ tán được. Không ai nói gì hết vậy? Ta khuyên ngươi đừng sát máu, hãy biết cô thân để các thành chánh quả chân tiên. Còn nếu như lòng ngữ cơ cầu, ấn ngũ lôi sẽ không tha cho nó. À, bởi vì ta đây mấy lâu ở nôn xanh lạc lẽo, nay thỏa lòng vui thú phản đông, xuống trần gian quý nhiễu lê dân để xem tài ai cao ai thấp. Nếu như năm bà còn cố chấp chẳng trở lại chốn đầu tiên, huynh điều đây nhưng quyết một điều, cho tất cả tan thay nát thịt à. Bổ chị nương nương ra tay, hãy xe đây. Miễn lễ tất cả hãy đứng lên. Anh hùng cái thế một thời, sao nay lại cúi đầu run sợ, phụ phục trước kim giai. Có phải chăng Quỳnh nếu em ta có phải? Tiếng ai nghe lạ lạ, ta ngẫm lại thấy quen. Chẳng lẽ nào hoàng tỷ hạ xuống dương gian, âu kháng lại cho tường thưởng như hà, có gì vậy xin nào? Hoàng tỷ, cô em hoàng tỷ. Cô giá tân đoạn nhói tim đau xót tâm can, nhìn em khổ sầu hỡi em thương
sao trái ngang bài chi quan trái. Do bởi năm bà đang trong lòng lửa hờ bọc cháy, có biết đâu mình yêu quan ức trong lòng tỏ đường cùng ai. Bởi do ai đã gây ra làm cho heo sầu, lòng em đây càng thêm cay đắng cho vân mình. Do bởi ai bài em xuống giữa trần gây nhiều lầm lỗi, cô ấy xin hoàng tí xin dùng tha thứ em hiền vì tôi gây ra. Thứ tội cho em, em có lỗi gì mà kêu ta tha thứ tội? Bởi tâm ma bộc phát, do lòng người sân hận mà ra. Đối với ta em nào có lỗi, nhưng đối với lê dân trăm họ khắp cõi ta bà, em đã gây bao lời quảng tháng trầm luân khổ ải, tội lỗi kia khó thể thư tha. Bởi do nghiệp ba chướng ai à bài, nên giờ em đây phải kéo dài nghiệp sâu. Bởi do lòng quá cơ cầu, nay đành mà mang tội, biết đâu bên bờ. Xin trên hoàng tỷ đợi chờ, tài luôn những sầu bi. Khi nhìn là dương thế biết đâu đường về. Này hoàng cậu, nhóc lòng mộ đây mới gian hạ dương gian, để cứu cho muôn loài thoát cảnh lầm than. Tội của mi gây cho sinh linh đầu tháng, tự tương nghe lĩnh giải. Đạo dương gian gây lỗi chốn trần ai, sinh linh đồ thẳng tiên quan thang. Tội này không thể thư tha, truyền tứ tướng đánh, đánh cho hoàng cẩu hoàng y cụ cốt. Hoài đến quân tử nào đâu chịu nhục, anh hùng há để tiên nhân. Hôm nay cụ tên đổn ta đã xa cơ, thì tội ấy một mình ta gánh tội. Không phiền đến thư yên tướng thiên binh, tâu hoàng tỷ, tội em làm em chịu. Hạ nhọc sức thiên binh, giữa nơi đây em quyết liều mình. Trở về nơi chính xuôi. Ây à! Đau quá.
này hoàng cậu, nay hội lễ kỳ yên khánh hạ, kỷ niệm ngày giáng thế mẫu hoàng, đức từ bi hỷ xả nhiêu dung. Giữa kim loan điện nghe ta truyền phán, Bộ Phật. Ngũ ma truyền ngũ ma theo ngũ vị nương nương tu học. Tự tướng phiền tứ tướng đem quỳnh niêu về Tây Phương Phật. Lời Phật dạy ân cần sám hối, ngàn năm sau phục chức như xưa. Trời ơn hoàng tỷ. Ngũ hành chi vị nương nương, kim loan điện quỳ nghe thánh dụ. Công thành quả mãn, lập đức bồi công. Ngũ nương nay lên cổ phẩm lệnh bà, nhập bổ điện cụ an trăm họ.